Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Trước giờ chúng ta biết tới Motorola thông qua việc làm điện thoại, làm tai nghe. Thế nếu bây giờ mà Motorola lại còn làm thêm cả pin dự phòng, củ sạc, cáp sạc thì thế nào nhỉ? Mời các bạn cùng mình tìm hiểu thông qua video này nhé. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Về thông tin chi tiết và mức giá của sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả của video cho anh em tiện tham khảo nhé. Ở đây thì mình đang có hai sản phẩm là pin dự phòng và củ sạc cáp sạc. Thực ra là Motorola họ có làm từ lâu rồi nhưng bây giờ mới về Việt Nam. Và mình sẽ cùng các bạn review lần lượt từng cái một. Đầu tiên là viên pin dự phòng trước. Đầu tiên thì mình sẽ cùng các bạn mở hộp. Ở ngay phía bên trái cạnh hộp đây, khi mua về bạn đọc qua nhé. Một loạt những ưu điểm được nhà sản xuất đưa ra để chúng ta tham khảo khi mà mua về các bạn sẽ có gì. Còn mở hộp ra bên trong các bạn sẽ có một cục pin dự phòng giống như thế này, mình cầm ở trên tay nãy giờ này. Và ở bên trong hộp thì các bạn sẽ được tặng kèm một cọng cáp sạc A2C. Đây là những thứ phụ kiện vô cùng quen thuộc của củ sạc dự phòng. Rồi, hãy cùng mình đi vào nhân vật chính của chúng ta là cục sạc pin dự phòng 10.000 mAh, trông có màu đen khá là lịch lãm và sang trọng này nhá. Khi mà chúng ta nói về mặt thiết kế thì củ sạc này được hoàn thiện rất là tốt. Những cái đường khe của nó được làm cực kỳ khít với nhau. Và khi các bạn bấm củ sạc thế này, bấm thoải mái, bấm tẹt bô, không hề có hiện tượng bị lõm và không hề bị flex một tí nào. Tiếp theo là tới những cái phần kết cấu cổng sạc của chúng ta, mình thấy hoàn thiện cũng tốt, không bị những cái đường nhựa thừa. Nút bấm nguồn khi mà bấm vào này, đấy, nghe cái tiếng tạch tạch thích không? Thì đối với củ sạc này còn một ưu điểm nữa, đó chính là toàn bộ hai mặt trên, mặt dưới của chúng ta đều làm bằng nhựa nhám hết. Và khi các bạn sờ vào nó sẽ có những cái đường vân in chìm ở phía dưới rất là đã luôn. Lúc đầu thì mình chỉ nghĩ rằng những phần in chìm này nó giúp cho hạn chế việc bị xước trên mặt sạc thôi. Nhưng mà về sau mình biết thêm một tính năng nữa. Cái này được ghi trên vỏ hộp của chúng ta, đó chính là thiết kế để bạn để vào mặt lưng điện thoại như thế này. Khi sạc dự phòng mình thấy rồi, đa phần mọi người đều để như thế này hết đúng không? Và khi có những cái đường nhựa nhám như thế này thì sẽ đảm bảo là hai cái mặt phẳng này va chạm với nhau mà không gây ra xước sát cho cả hai. Tức là cho dù điện thoại của bạn đang không có ốp giống như mình, các bạn để vào cũng không sợ bị xước mặt lưng điện thoại. Đã hay chưa anh em? Tuy nhiên thì ở trên cục sạc này mình nhận ra một vấn đề là những cái đường khe rãnh nhỏ nhỏ trên cục sạc này sẽ thu hút bụi của chúng ta. Nếu như các bạn bị những hạt bụi rất là nhỏ nó bay vào thì bạn sẽ cảm thấy tự nhiên củ sạc hơi bẩn bẩn một tí khi bạn nhìn. Thực ra chỉ ảnh hưởng tới mặt thị giác của chúng ta thôi, chứ còn thực tế củ sạc làm rất là xít nên là bụi không thể nào đi ở bên trong được. Bụi sẽ chỉ dừng lại những cái khe xung quanh này hay là đôi khi bám lại ở trên cái bề mặt nhám của cục sạc. Việc vệ sinh mấy cái này thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần một cái máy hút bụi nho nhỏ để chúng ta làm vệ sinh cho nhanh. Hoặc một mẹo nữa là bạn dùng băng dính cho mình. Băng dính dính là cũng sạch những cái bụi này. Ở phần cạnh dưới của cục sạc dự phòng thì sẽ là nơi trung tâm chứa tất cả mọi thứ quan trọng nhất. Các bạn sẽ có một hệ thống đèn LED ở đây, bao gồm 4 đèn để báo pin. Khi bấm nút nguồn lập tức nó sẽ sáng lên và cho bạn biết là cục pin này còn khoảng bao nhiêu phần trăm. Như của mình ở đây còn 3 vạch, tức là tương đương còn khoảng 50-75% pin. Và ngoài ra các bạn sẽ có hai cổng kết nối nữa. Một là cổng USB Type-C. Cổng này là vừa sạc PD luôn nhá, mà vừa in vừa out, vừa sạc vào vừa sạc ra. Và cổng USB Type-A, cổng này chỉ xuất ra thôi. Như vậy là với cục sạc dự phòng này, bạn có thể sạc được tối đa là hai thiết bị đồng thời cùng một lúc. Và hãy cùng mình sang phần tiếp theo, đó chính là về công nghệ sạc ở trên Turbo Power 10.000 mAh của chúng ta. Theo như phần thông tin được in ở ngay bên cạnh cục pin dự phòng đây, thì các bạn sẽ được hỗ trợ hai công nghệ ở trên cục sạc này. Thứ nhất là công nghệ PD 2.0 18W, thứ hai là công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 cũng là 18W. Và tất nhiên là để kích hoạt hai công nghệ này thì các bạn sẽ tương đương là hai cổng của chúng ta. Type-C là hỗ trợ PD này, USB Type-A là hỗ trợ Quick Charge 3.0. Nhưng cái điểm hay ở đây đó chính là các bạn có thể sạc đồng thời hai thiết bị cùng một lúc. Tất nhiên là khi sạc hai thiết bị cùng một lúc sẽ không còn sạc nhanh nữa mà các bạn phải chia sẻ dòng điện cho nhau. Nói chung là lúc này thì tổng đầu ra cả hai cổng Type-C và Type-A cộng lại nó cũng sẽ là 18W. Như vậy thì với cục pin dự phòng này, nếu các bạn muốn sạc nhanh 18W thì các bạn sẽ chỉ được sạc một thiết bị một lúc thôi. Còn nếu như các bạn muốn sạc đồng thời hai thiết bị cùng một lúc, chúng ta phải chấp nhận hy sinh việc sạc nhanh. Nhưng mà mình thấy rằng là có hai thiết bị một lúc là tiện lợi chứ. Ví dụ các bạn đi ngủ các bạn không cần sạc nhanh nữa thì bạn cắm một cái điện thoại, bạn cắm thêm một cái đồng hồ vào, ngày mai ngủ dậy cả hai đều đầy pin, đi chơi đi du lịch như vậy là quá ngon. Hay là ra quán cà phê ngồi có hai người bạn đều cần sạc, bạn chia sẻ cho cả hai luôn. Và với công nghệ PD này thì mình thấy sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những bạn nào đang dùng iPhone hay những bạn dùng Pixel. Còn với Quick Charge 3.0 thì hỗ trợ một dải sản phẩm rộng hơn, kể cả máy chạy Android thì cũng khá là nhiều máy hỗ trợ công nghệ Quick Charge 3.0 này. Và bây giờ hãy cùng mình nói về trải nghiệm thực tế. Mình đã dùng củ sạc này để sạc cho iPhone 13. Và khi sạc cho iPhone 13 thì mình cảm thấy rất là ngạc nhiên về những thứ nó mang lại. Thứ nhất đó chính là cái khả năng sạc được lên tới 2 lần cho iPhone 13 mặc dù pin chỉ là 10.000 mAh. Như vậy mình tính rằng hiệu suất chuyển đổi của cái này phải tầm khoảng hơn 70% tới 80% luôn. Một hiệu suất chuyển đổi rất là cao. Cái điểm thứ hai khi mình sạc đó chính là về nhiệt năng. Nhiệt năng của em này khi sạc mát hơn hẳn cái em ăn cơ mình đang sử dụng.
Mình đang dùng một củ Anker Slim và khi mình so sánh sang với cục này thì cục này chỉ hơi nặng hơn một tí xíu, nhưng mà lúc sạc lại cảm giác rất là mát, mát rượi luôn ấy. Còn cục Anker nóng hừng hực, nếu như mình để cục Anker với điện thoại vào cùng một chỗ á, lúc sau mình lấy là cái nào nóng hôi hổi như kiểu là cái đồ ăn vừa trên chảo của mình. Còn em này thì khác, nó chỉ hơi ấm nhẹ lên ở phần mạch của chúng ta dưới này thôi, chứ còn phần pin ở trên này sờ lại rất là mát nhá. Nói chung là tổng thể nhiệt năng ở trên em này ngon. Đối với lại viên pin 3240mAh ở trên iPhone 13 thì 15 phút đầu mình sạc cho iPhone từ 15% lên thành 38%. 30 phút tiếp theo thì iPhone của mình đã có 64% pin, 60 phút tiếp theo thì đạt 82% pin và đầy 100% pin thì mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Dựa vào những thông số mà mình vừa đưa ra, các bạn có thể thấy rằng nó rất là chính xác với công nghệ PD mà Apple đã trang bị dành cho iPhone. Và Apple cũng có nói là sạc 30 phút đầy 50% pin. Thì như các bạn thấy đó là của mình khởi đầu đã có 15% pin đúng không? Mình sạc 30 phút nó lên được 64%, như vậy đúng là PD của Apple chưa? Ngoài ra thì mình đã có thử thêm một chiếc điện thoại nữa có dung lượng pin là 5000mAh, đó chính là chiếc Redmi 10. Với chiếc Redmi 10 này thì mình có thể sạc được khoảng tầm 1,5 lần thì cục pin dự phòng của chúng ta mới hết pin. Máy 5000mAh mà còn sạc được lần rưỡi cơ mà, anh em nào sử dụng cứ yên tâm nhá. Và công nghệ sạc của chiếc Redmi 10 nó sẽ là Quick Charge 3.0, cũng là 18W. Để nhá, mình mở lại cho vui bởi vì là mình nghĩ các bạn thích cảm giác mở hộp. Còn mình thì mình đã mở ra, mình dùng thời gian vừa rồi rồi. Các bạn sẽ có hai thứ ở trong này, thứ nhất là một củ sạc Moto Power 18W. Thứ hai là các bạn sẽ có một cọng cáp sạc C2C, tặng kèm hẳn C2C cho anh em luôn. Nói về mặt công nghệ sạc thì ở trong một thân hình nhỏ bé thế này, các bạn được trang bị đầy đủ hai công nghệ đa dụng bây giờ. Thứ nhất là PD 2.0 18W, thứ hai là Quick Charge 3.0 cũng là 18W. Như vậy thì bạn sạc cho smartphone Android cũng được, bạn sạc cho iPhone nó cũng được luôn. Chỉ có điều các bạn sẽ cần phải lưu ý là phải dùng cáp C2C hoặc là C2 Lightning để có thể sạc nhanh. Bởi vì cái đầu này của chúng ta là Type-C này, không phải đầu Type-A đâu. Tiếp theo thì mình sẽ nói về mặt thiết kế ở trên cục sạc của chúng ta. Bao phủ bên ngoài sẽ một lớp nhựa nhám, chính vì vậy sẽ giúp các bạn hạn chế được những cái vết xước răm linh tinh xảy ra với củ sạc này. Chả may bạn vứt hơi lăn lóc một tí thì không sợ nó bị quá xấu. Còn về độ hoàn thiện thì mình thấy là độ hoàn thiện cũng khá là tốt. Phần cổng sạc của chúng ta không bị nhựa thừa, xung quanh cục sạc này thì khi mình gõ vào, ồ, có cái mặt sau này là gõ vào hơi rỗng một tí này. Còn phần mặt này thì gõ ok, chắc. Đó thì là hoàn thiện cục sạc của chúng ta. Và tất nhiên là hoàn thiện cục này cũng là từ nhựa rồi. Cái kiểu làm của Motorola thì trông hơi lạ một tí. Họ không làm là vuông vức hẳn, mà họ làm ở phần trên là nhỏ, xong ở dưới nó hơi to to ra một tí. Để mà cắm cục này vào ổ điện thì mình thấy nó rất là gọn và nó không chiếm diện tích ở trên cái ổ điện của mình. Về cọng cáp C2C của chúng ta thì cọng này khá là bình thường, bọc cao su ở bên ngoài, sờ vào thì cũng khá là mềm. Mình đã có thử sử dụng cục sạc của chúng ta để sạc cho iPhone và khi mà sạc như vậy thì mình thấy rằng iPhone của mình vẫn có thể sạc nhanh. Thời gian sạc nó tương đương với lúc mà mình test cục pin dự phòng của Motorola ấy. Còn về phần nhiệt độ thì nó sẽ tương đương với những cục sạc khác cũng bé bé như thế này đến từ nhà Mophi hay là Hyper. Cái phần nhiệt độ này thì có vẻ là khá xem nhau nên không có gì để khen cả. Riêng cục pin dự phòng thì phải khen vì nhiệt độ của em này thực sự là mát hơn hẳn những cục mình từng dùng. Cuối cùng ở trong video này sẽ là mức giá của hai sản phẩm. Có vẻ từ đầu video đến giờ mình chia sẻ nhiều quá mà quên nói về mức giá. Thì đây, các bạn nếu như mà săn được mức sale nhá, thì cục sạc dự phòng này sẽ có giá là 690.000 đồng. Còn với bộ củ cáp này, có cả củ cả cáp 18W luôn, các bạn săn sale được thì chỉ 390.000 đồng thôi. Mình thấy rằng mức giá này có vẻ cũng khá hợp lý. Còn các bạn thấy thế nào? Mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết. Và nếu như bạn nào quan tâm thì mình để sẵn đường link ở phần mô tả của video rồi nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS. Các bạn có mua không thì nhớ comment đấy. Xin chào mọi người.